Lô xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm được 5 triệu rưỡi ở trong GTA Online mà không bị ban nha. Ok, let's go. Ok, và để các bạn có thể tham gia vào Discord của mình thì các bạn hãy click vào phần link bên dưới nha các bạn. Khi vào các bạn hãy đọc quy định giúp mình nha. Và quy định ở đây các bạn đọc kỹ như vậy. Nếu không thì các bạn sẽ bị kích ra khỏi nhóm. Và sau khi các bạn đọc xong thì nếu các bạn muốn tìm hiểu về game thì hãy click vào đây nha các bạn. Để các bạn được dẫn tới kênh của mình nhanh hơn. Và sau đó thì các bạn ấn đồng ý. Thì con bot mình sẽ cấp quyền cho các bạn là new member nha các bạn. Thì các bạn chỉ có quyền new member thôi, và sau đó nếu các bạn muốn trở thành modder ở trong Discord của mình á thì các bạn vào new, các bạn vào suggestion đây, thì ở trong đây các bạn ghi giùm mình cái câu này. À, mình mong các bạn thật nhé. Ok, và khi các bạn đã ghi xong rồi trong phần suggestion này đó, thì các bạn sẽ thấy được những cái mod menu này đây. Ok, và những cái này thì các bạn tải khi mình làm video thì các bạn biết sẽ tải ở đâu nha các bạn. Và cái này mình luôn cập nhật ha. Và những cái menu add-on là những dữ liệu đó thì mình luôn cập nhật ở đây nha các bạn. Và viết collection này luôn đó, rất là tiện hơn cho các bạn nha. Và đó là những cái động quay của mình về cái kênh của mình đó, thì các bạn vào và làm modder nha các bạn. Và mình hy vọng các bạn không sử dụng nó với mục đích xấu như vậy. Thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là các bạn vào Discord của mình, với các bạn vào phần menu add-on và các bạn vào Kit and Script, các bạn tải cái phần Special Caro này. Đó, thì max sẽ là 5 triệu gói nha các bạn. Nếu các bạn vượt hơn thì đó rất là nguy hiểm nha các bạn. Mình khuyên các bạn chỉ nên bán với giá 5 triệu hoặc 5 triệu rưỡi trở xuống thôi nha. Ok. Và để các bạn có thể chạy được cái phần script đó thì các bạn cần cái Kidian này, thì link mình sẽ để dưới phần description cho các bạn, và kể cả link Discord của mình nữa vẫn sẽ để dưới phần description nha các bạn. Ok, sau khi các bạn tải về thì các bạn bỏ vào mục của Modest nha. Mình đã đổi tên thành cái điện mod menu rồi, thì các bạn vào đây, các bạn bỏ nó vào script thì nó sẽ nằm ở đây nha các bạn. Đây, ok, và bây giờ mình vào game thôi. Ok, và việc thứ hai các bạn cần đó chính là cái warehouse nha các bạn, và có cây ở trọng, có hàng ở trọng nha các bạn. Thì ở đây mình vào special caro nè đó. Rồi ở đây mình sẽ có những cái nhà kho như thế này nha. Thì các bạn muốn mua thì các bạn vào warehouse map đây, các bạn có thể chọn. Ở đây mình mua phone rồi thì mình ấn ngon cho các bạn xem đó, thì các bạn có thể chọn nè những cái này nha các bạn. Các bạn mua cỡ lớn cỡ nhỏ gì đó thì tùy các bạn nha. 111 là lớn nhất. Các bạn có thể check cái thẻ này để biết warehouse là gì và office là gì nha các bạn. Ok. Ok, khi mà các bạn đã có warehouse rồi thì các bạn ở game Nam Đơn đây, mình sẽ show cho các bạn. Thì mình đã mở sẵn menu thì mình reload script thôi, thì nó sẽ có ở đây đây một gray value là giá trị của một cái gray, một cái thùng hàng á, hai cái thùng hàng, ba cái thùng hàng đây, nó sẽ để đây nha. Thì max của ba thùng hàng là 1,8 triệu nha các bạn, thì max của hai thùng hàng sẽ là 2,7 triệu, và max của một thùng hàng sẽ là 5,5 triệu nha. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn bán là các bạn phải vào một cái section public nha các bạn, start new public section nha, ở trong game nha các bạn, thì các bạn sẽ bán được 5,5 triệu nha. Chứ nếu mà trong session của các bạn có người á thì nó sẽ nhân nhân tiền lên, thì các bạn phải chỉnh xuống 5 triệu hoặc là 4 triệu rưỡi nha các bạn. Ok chưa? Rồi mình bắt đầu bán nha. Rồi bây giờ các bạn có thể thấy đây là hai thùng hàng nè. Hai thùng hàng mình sẽ chỉnh hai nè. Rồi bây giờ nó sẽ là 22 triệu đúng không? 22 ngàn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lên 2,750. Rồi. Nó sẽ double lên nha các bạn. Rồi mình back ra. Rồi mình vào lại. Các bạn chọn nhớ ấn 5 nha các bạn. Đó thì max sẽ là 5 triệu rưỡi cho các bạn nha. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ mình bắt đầu đi bán nè. Ok, giờ mình đi bán nha các bạn. Thì mình đi tới LSII nha. Rồi đó, mình bắt đầu bán. Okay.
ấy, các bạn chỉ nên làm cái này trong một ngày 2 đến 3 lần, mà mỗi lần cắt nhau nửa tiếng nha các bạn. Nếu mà các bạn làm liên tục thì các bạn sẽ bị ban nha. Ok. Và video của mình kết thúc tại đây, và chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Chúc các bạn công nha. Peace.